Good morning tất cả mọi người nha. Hôm nay là sáng chủ nhật bình yên trên vườn của Liên, vườn của cô Phem. Công nhận là buổi sáng vào đây nó yên tĩnh, nó thanh bình mà nó đã lắm các bạn, nó fresh air. Cái Liên rất thích vào buổi sáng mà mình dậy sớm một chút. Mình thức dậy mình đi ra ngoài. Và mình đập vào mắt mình đầu tiên đó là cây cối xung quanh, rồi ánh sáng mặt trời nó dọi vô á, nhìn nó đã lắm, nó làm cho người mình nó nhẹ nhàng, nó tươi mát, nó sảng khoái hẳn luôn đó. Đây là vườn của Liên vào mùa mưa này các bạn, không có gì ngoài cỏ hết. Đây là cỏ NLT01. Bắt đầu chuối của Liên nó mùa mưa nó lên ngon lắm nha, mùa nắng thì thật sự là nó chuối nó lên chậm lắm, mà nó ra buồng chuối nó cũng lâu nữa. Nay Liên cũng phải có 4-5 buồng như vậy rồi nè, 4-5 cây ra buồng như vậy rồi, tha hồ ăn luôn. Người ăn ruột chuối, ăn thịt chuối, còn là bò ăn vỏ chuối. Đấy. Trời, vừa lên một màu xanh ngát, nay đúng là một màu xanh ngát luôn các bạn, chỉ thấy cỏ là cỏ. Liên đang dẫn các bạn đi xuống một cái khu mới của Liên. Liên cũng mới là khai hoang đó. Thì Liên khai hoang đất để làm, Liên khai hoang thêm đất để làm gì các bạn? Đây cũng là để trồng cỏ thôi các bạn ơi. Đây là cái khu Liên mới khai hoang này đó, bắt đầu nó lên rồi đấy các bạn. Đây là các bạn, tại vì thực chất là mình làm bằng tay hết, thủ công hết, sức hai vợ chồng hết, cho nên là thật sự là không có làm được nhiều ngoài việc thời gian mà Liên nuôi chăm mến bò, thì Liên còn dành thời gian để Liên làm công việc khác, để Liên kiếm thêm thu nhập cho mình. Đây là cỏ. Mình cũng đợt trước đó là Liên cũng đã quay cái video về các loại cỏ. Liên có nói về cái tốt và cái nhược điểm và cái ưu điểm của những cái loại cỏ mà để cho làm thức ăn cho bò đấy các bạn. Đây nè, đó. Thì thật sự là khi mà mình bắt đầu mình nuôi bò ấy, bạn nào mà muốn nuôi bò ấy, có ý tưởng nuôi bò thì các bạn nên cái việc đầu tiên quan trọng nhất mà sau khi Liên nuôi bò khoảng được hơn một năm mấy rồi, năm rưỡi rồi, thì Liên mới rút ra là cái việc đầu tiên mà quan trọng để mình chuẩn bị trước khi mình nuôi bò thì mình phải có cỏ cho nó. Vì bò nó ăn cỏ mà, nguồn thức ăn chính của nó là cỏ, cho nên là mình phải trồng cỏ chủ động được cái nguồn thức ăn, chứ mình đừng có dựa vô mình đi mua những cái nguồn thức ăn bên ngoài ấy, hoặc là mình đi mua thêm cỏ, thật sự nó rất là tốn kém á. Mà trồng cỏ thì thật sự là nó rất là dễ, nó không có như trồng rau, trồng gì đâu mà phải phun thuốc rồi các kiểu thuốc sâu, thuốc đồ, thuốc kích thích cho nó lên. Trồng cỏ nó rất là đơn giản, chỉ việc trồng và tưới nước cho nó lên thôi. Thậm chí khi mà mình vô mùa mưa đó, mình không có cần phải tưới nước cho nó luôn. Đây. À, đám cỏ này lên là nó lên ngon chưa? Liên cũng làm đơn giản nên đâu chưa bón phân gì hết á, mà nó lên ngon quá trời luôn nè. Thì mình nuôi bò thì mình phải trồng cỏ việc đầu tiên, và trồng với lượng là bao nhiêu nè. Ví dụ mình nhắm mình nuôi bao nhiêu con bò thì mình cần bao nhiêu đất, và trong mà bao nhiêu đất đó, mình trồng được mà bao nhiêu cỏ thì mình phải tính. Thì thường trung bình á là mình nuôi Liên cứ tính theo cái hiện tại của Liên đi, thì Liên thấy là cứ 2.000 m² là hai công á, là 2.000 m² thì mình sẽ nuôi trồng hết full thì mình mới nuôi được có 4 con bò thôi các bạn. Các bạn thấy con bò nó ăn quá nhiều cỏ, nó ăn rất nhiều, ăn kinh khủng lắm. Đấy. Thì mình cứ 2.000 m² mình nuôi được có 4 con bò thôi.
mà trong 2.000 mét vuông đó mình phải trồng cái loại cỏ gì để cho nó có năng suất, nó đủ cái trọng lượng thức ăn cho bò, thì Linh thấy là chỉ có trồng cỏ voi thôi các bạn. Nếu 2.000 mét vuông đó mà các bạn chia ra các bạn trồng một ít cỏ sả này, một ít cỏ NLT này, một ít cỏ voi lùn Đài Loan này, một ít cỏ voi này, thì thật sự là thua là sẽ không đủ. Lên chắc chắn là vùng mưa thì Linh không nói nhá, mùa mưa nó lên rất là nhanh, nhưng mà mùa khô á thì nó sẽ không đủ thức ăn cho bò đâu. Cho nên là nếu mà mình đã có 2.000 mét vuông mà mình nuôi 4 con bò, mình chỉ tập trung trồng một loại cỏ thôi, đó là cỏ voi xanh không lông nha, cỏ voi xanh không lông đó. Thì cái cỏ voi xanh không lông thì Linh bữa trước Linh cũng đã nói rồi, nó rất là dễ trồng, rồi năng suất cao, khối lượng to, khối lượng nhiều đủ, nó nặng thì làm thức ăn cho bò nó tốt. Ngoài trồng cỏ ra thì mùa mưa Linh tận dụng Linh trồng thêm bắp á. Đây là cái bắp cao sản nha các bạn. Bắp này dùng là chuyên dùng cho chăn nuôi bò, chứ không phải là bắp cao sản mà bắp Mỹ mình ăn đâu. Nó cũng là màu màu vàng á, nhưng mà nó dành cho chăn nuôi gia súc, nuôi bò á, làm thức ăn á. Cho nên là Linh tận dụng mùa mưa nè, mình không có phải tưới không mất. Tại vì cái chỗ này nó xa lắm, nó xa cái giếng của Liên cho nên không thể nào kéo nó xuống tưới được. Cho nên là Liên chỉ tận dụng là những cái mùa mưa này thôi, là mình trồng thêm bắp, để mình lấy bắp mình cho cung cấp thêm thức ăn cho bò. Mình đỡ phải bỏ tiền mua thức ăn cho nó đó, tại vì cái tiền thức ăn của nó rất là cao luôn. Bây giờ một ký bắp này mà Liên mua xỉ á, là chỗ đó nó bán Liên là 8.800 một ký rồi. Mắc lắm, không có rẻ đâu. Đây, thành quả của công lê từ chiều hôm qua tới giờ. Cực lắm các bạn. Mình làm y như kiểu đúng thủ công hồi xưa luôn. Đó là như cái khô này. Khô này lên với công để khai hoang được. Em ơi quay lên nhìn nó rộng lắm nhá chồng ơi. Đã chưa? Xong cái này rồi vài bữa bên này này. Nhìn khai hoang tiếp. Đó. Đất rộng thì mình... nhưng mà cỏ nhiều lắm các bạn. Thì làm từ từ nó mới hết rồi. Đó. Giờ mùa mưa tranh thủ làm trồng bắp. Các bạn là sau đó sẽ làm tiếp nè. Đây khu này. Thấy cỏ ghê không các bạn? Cỏ ngập mặt. Đó, Linh cũng không cần phải đi mua phân bò đấy các bạn. Phân bò nó ỉa ra đó, mình đổ xong rồi mình lấy mình bón phân. Mình làm phân mình trồng bắp, trồng rau đồ mình ăn, mình bón cho cỏ nữa. Mình mà có đất nhiều với các bạn thì mình nên trồng thêm bắp cho nó. Rồi Linh còn bảo mai mốt mà Linh có đất nhiều Linh sẽ trồng thêm khoai mì. Củ mì đó các bạn. Tại vì tính ra củ mì trồng rất là nhàn luôn. Mà mì cũng là một nguồn thức ăn rất là ngon cho bò. Bò cũng rất là thích ăn mì á. Củ mì trồng khoảng 7-8 tháng là nhổ được rồi. Mà cũng không cần phải tưới tắm bón phân gì cho nó. Chỉ cần việc là thả cái hom xuống cho nó vào đầu mùa mưa. Cái sao mà mình cứ quăng để đó thôi. Rồi là tự động mà nó cũng lên à. Rồi mình tới ngày mình thu hoạch, mình nhổ củ mì lên, mình có đồ ăn cho bò rồi. Lên sau này lên có đất nhiều lên cũng sẽ để dành một khoảng đất ở bên trồng mà trồng thêm mì, củ mì nè, không phải mì cao sản đâu nha các bạn, mì mà người ăn được á, chứ mình mà trồng mì cao sản bò ăn vào nó say thế bà luôn. Người còn say cho nó gì bò. Sau đó lên sẽ trồng thêm bắp nữa đó. Tính ra con lê rạch bằng tay á, không có canh hàng canh đồ hay không canh dây cũng thẳng phết đấy nhờ, nhìn đẹp ha. Nhìn đẹp lắm. Trời ơi, đất đây bao la rồi các bạn ha. Không có thời gian mà phải hạt. Ông chồng của tôi vẫn cặm cụi làm việc.